xác định là mảng trụ cột các công ty công nghệ của Vingroup đang làm những gì. Với định hướng đưa công nghệ thành một trong ba trọng tâm, hiện tại Vingroup đang nắm trong tay hệ sinh thái 6 công ty công nghệ, đó là Vinbig Data, VinAI, Vinbrain, VinHMS, VinCSS và VinITIS. Tại báo cáo thường niên năm 2022, Vingroup nhấn mạnh, năm 2023, ba trụ cột công nghệ, công nghiệp, thương mại dịch vụ, thiện nguyện xã hội được xác định sẽ tạo thế kiềng ba chân cho tập đoàn với định hướng đưa công nghệ thành một trong ba trọng tâm. Hiện tại, Vingroup đang nắm trong tay hệ sinh thái 6 công ty công nghệ, đó là Vinbig Data, VinAI, Vinbrain, VinHMS, VinCSS và VinITIS. Công ty cổ phần Vinbig Data, tiền thân là viện nghiên cứu dữ liệu lớn thuộc Vingroup, ra đời vào tháng 8 năm 2018 trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, đặc biệt về xử lý hình ảnh và ngôn ngữ. Một số sản phẩm nổi bật của công ty là trợ lý ảo tiếng Việt VV, camera thông minh, hệ thống AI cho trần đoán ảnh y tế VinDR. Vingroup đặt mục tiêu đưa VinBigData Data đứng đầu Việt Nam về AI và Big Data trong việc phát triển công nghệ xử lý ngôn ngữ và tiếng nói, công nghệ phân tích hình ảnh, dẫn đầu thị trường trợ lý ảo tiếng Việt tại thị trường Việt Nam. Công ty cổ phần nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo VinAI, tiền thân là Viện Nghiên cứu VinAI thuộc tập đoàn Vingroup, được thành lập năm 2019 với vốn điều lệ 425 tỷ đồng. Viện trưởng Viện nghiên cứu AI là tiến sĩ Bùi Hải Hưng, sinh năm 1973. Ông từng giành huy chương bạc Olympic toán quốc tế năm 1989 cùng giáo sư Ngô Bảo Châu và nhận bằng tiến sĩ khi mới 25 tuổi. Mục tiêu của VinAI là duy trì vị thế top 30 công ty nghiên cứu AI trên thế giới và đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu mạnh trong năm 2023 thông qua các hợp tác với đơn vị đồng hành, hoàn thiện, đóng gói các tính năng đã phát triển trong năm 2022 để ứng dụng vào xe VinFast và các đại đô thị VinHome. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vinbrain, ra đời năm 2019, là công ty công nghệ phát triển các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cho y tế, hướng đến mang AI và IoT vào chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu của đơn vị này là trở thành công ty dẫn đầu về AI cho y tế trong thị trường Đông Nam Á. Năm 2023, tập trung vào kế hoạch kinh doanh trong nước và quốc tế, Đông Nam Á, Mỹ, nhằm tăng trưởng 300% doanh thu so với năm trước. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh phần mềm VinHMS được thành lập từ tháng 12 năm 2018. VinHMS cung cấp những sản phẩm công nghệ giúp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. VinHMS hiện là đối tác chính thức của Expedia. Traveloka, Agoda, TripAdvisor, Google, Amazon, Vinhas MS cũng là công ty đầu tiên tại Việt Nam trở thành hội viên của Hiệp hội Quốc tế định chuẩn giao thức cho các phần mềm của khách sạn HTNG. Ở Việt Nam, Vinhas MS mong muốn chiếm lĩnh 30% thị phần quản lý phòng khách sạn 4 sao 5 sao trong 3 năm tới. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ an ninh mạng VinCSS ra mắt cuối năm 2018 được giới thiệu hoạt động chính trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng và xác thực mạnh không mật khẩu. VinGroup cho biết, kế hoạch của VinCSS năm nay là phát triển đa dạng hóa các giải pháp xác thực mạnh an toàn tiêu chuẩn quốc tế cho ô tô thông minh, hệ thống quản lý tòa nhà, mở rộng thị trường sang Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Trung Đông, Tây Á. Công ty cổ phần giải pháp công nghệ thông tin và hạ tầng truyền dẫn VinITIS là một trong những công ty công nghệ lâu đời nhất của Vingroup, thành lập từ năm 2011, trước đây có tên là Vintinet. Đến đầu tháng 4 năm 2020, Vinhome cho biết đã nhận chuyển nhượng cổ phần trong VinITIS và trở thành công ty mẹ. Hoạt động của VinITIS là xử lý dữ liệu cho thuê hạ tầng phát sóng di động, mạng thoại, truyền hình và các hoạt động liên quan. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty hiện là ông Nguyễn Quốc Thành, sinh năm 1969. Từ cà phê ép, độc đáo tv tổng hợp và đưa tin tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu với mức chi phí rẻ không ngờ quảng cáo ngay trên kênh youtube độc đáo tv truy cập ngay website quảng cáo itb com